Xin chào mọi người đến với công ty nhạc cụ Hồng Nhân. Và hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một cây đàn organ CTK 510. Cây này là có hiển thị tiếng Anh hết nha các bạn. Một cái đàn đủ phím, giá rất là tốt. Chưa tới 1 triệu là các bạn có thể có được một cây đàn đánh rất là hay rồi. Bây giờ mình sẽ đánh qua cho các bạn một bài của Hoài Lâm cho các bạn nghe nha, bài này đang hot hit. Rồi bây giờ mình sẽ đánh qua cho các bạn nha. Đàn là rất là rẻ nhưng mà quan trọng đánh sao thôi nha bạn. Cố gắng lên nha, mình sẽ cố gắng.